Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lisa Leon đi chơi Trung Thu, biểu cảm của quý tử nhà Hà Hồ chiếm spotlight. Mỗi lần xuất hiện Lisa Leon nhà Hà Hồ lại khiến nhân tình xỉu ấp xỉu đau. Có bố mẹ là người nổi tiếng, sinh ra ở Vạch Đích lại được thừa hưởng nhiều nét đẹp, tài năng của bố mẹ. Chính vì thế, Lisa Leon được dự đoán sẽ là một trong những ngôi sao nhí tiềm năng của showbiz Việt. Hồ Ngọc Hà đăng tải khoảnh khắc hai vợ chồng đưa cặp đôi song sinh đón Trung Thu. Leon nổi bật trong bộ áo dài màu vàng. Trên Instagram, Hồ Ngọc Hà đăng tải khoảnh khắc hai vợ chồng đưa cặp đôi song sinh đón Trung Thu. Tưởng rằng có buổi đi chơi vui vẻ nhưng nhìn biểu cảm hai nhóc tì đầy bất ổn, Hà Hồ hài hước ví, tâm trạng đi chơi Trung Thu 2023. Hai nhóc tì được mẹ lên đồ chuẩn truyền thống, Leon nổi bật trong bộ áo dài màu vàng, còn Lisa dịu dàng với bộ áo dài trắng. Bắt đầu cuộc chơi, cả hai hào hứng với các tiết mục. Đến giữa giờ, Lisa Leon nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhìn biểu cảm của hai nhóc tì khiến ai cũng phì cười. Lisa dịu dàng với bộ áo dài trắng, tưởng rằng có buổi đi chơi vui vẻ, nhưng nhìn biểu cảm hai nhóc tì đầy bất ổn. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận hài hước như khóc mà cũng đáng yêu, thương quá mà cô không nhịn được cười. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn luôn mẹ Hà ơi. Một mùa Trung Thu ý nghĩa, hai bé yêu quá. Cả nhà đều đẹp, ngưỡng mộ gia đình này lắm luôn. Leon còn được cư dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh Thánh Biểu Cảm hay Danh Hài Quốc Dân. Mọi cử chỉ và hành động của quý tử nhà Hà Hồ Kim Lý lúc nào cũng mang đến tiếng cười cho người hâm mộ. Có bố mẹ là người nổi tiếng, sinh ra ở Vạch Đích lại được thừa hưởng nhiều nét đẹp, tài năng của bố mẹ. Lisa Leon được dự đoán sẽ là một trong những ngôi sao nhí tiềm năng của showbiz Việt. Kể từ sau khi chào đời, Hà Hồ lập riêng cho nhóc tì tài khoản mạng xã hội. Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những hoạt động thường ngày của hai con, thậm chí lượng fan của hai bé còn vượt cả bố mẹ.